kiện xe cộ, bị cảnh sát bắt vì tiêu thụ linh kiện trộm cắp, BMW mét khối bị nghiền ra bã. Cảnh sát kết luận chiếc BMW mét khối này sử dụng linh kiện từ ít nhất 4 chiếc BMW mét khối khác. Những chiếc BMW thể thao dòng M-Series với hiệu suất cao, cảm giác lái tốt luôn là giấc mơ của nhiều tay lái. Gần đây, cảnh sát vùng Midlands tại Anh đã phát hiện giấc mơ của một tay lái với nhiều biểu hiện nghi vấn, sử dụng linh kiện ăn cắp. Cảnh sát nghiền nát chiếc BMW mét khối tinh liên quan chiếc xe điện hơn 1.000 mã lực. Một lần sạc chạy ba lượt Hà Nội Quảng Ninh chưa hết điện. Tăng tốc kinh hoàng đã bại Porsche trên đường đua. Theo đó, chiếc BMW mét khối F80 màu xanh ánh kim tuyệt đẹp này đang sử dụng máy xăng, nhưng lại đang lắp biển số của một mẫu BMW mét khối máy diesel. Chưa hết. Trong khi BMW không sản xuất dòng Estate, giống xe sedan, nhưng phần máy vuốt thẳng tới đuôi xe giống xa, chứ không vác xuống, cho mét khối F80. Chiếc xe này lại rõ ràng là một chiếc Estate. Cảnh sát đã tới kiểm tra và phát hiện chiếc xe đã sử dụng các linh kiện của ít nhất 4 mẫu BMW mét khối khác, trong đó có hai chiếc đã được trình báo mất cấp. Kết quả là cảnh sát đã mang chiếc BMW mét khối màu xanh này đi tiêu hủy. Cách tốt nhất để lớp xe không bị xi hơi, làm lớp xe không có hơi. Amicro AD Unit Push Function, Amicro AD Show, ADMZONEK1FS4KI